Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Goodbrain. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Goodbrain cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà trường anh pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Goodbrain: Acid alpha-lipoic, CDP trợ lai, gamma-amino butyric acid. Dạng bảo chế: dạng viên nang. Công dụng: bảo vệ các tế bào não, tế bào thần kinh, cải thiện trí nhớ, giúp thư giãn, an thần tự nhiên làm giúp ngủ sâu hơn và ngon hơn. Hỗ trợ các liệu pháp điều trị di chứng tai biến mạch máu não. Chỉ định. Người suy nhược thần kinh. Người lao động trí óc mệt mỏi, căng thẳng. Người sử dụng thuốc an thần kéo dài. Người bị thiểu năng tuần hoàn não có các triệu chứng như sa sút trí tuệ, suy giảm trí nhớ, hoa mắt, chóng mặt, người sau tai biến mạch máu não. Cách dùng Sản phẩm dùng đường uống. Liều dùng. Người lớn, 2 viên mỗi lần, uống 2 lần mỗi ngày. Trẻ từ 12 tuổi trở lên, 1 viên mỗi lần, uống 1 lần mỗi ngày. Chống chỉ định. Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Lưu ý khi sử dụng. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Good Brain, đồng thời biết cách sử dụng Good Brain, sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham